bé nhà bây giờ giờ này đâu mình tiến thẳng vào chùa hay cái gì đây, để đây mình cầu nguyện hay cái gì. Trước tiên thì vô cũng kính viếng cô, hôm nay là cũng ngày là kỷ niệm hàng năm của cô, thì kế đến thì mình cầu nguyện cho chị Nguyễn Phương Hằng tai qua nạn khỏi hay cái gì. Đọc lên lịch sử cô Năm thì cô Năm cũng yêu văn yêu chúng ha, cô Năm thường đi cứu trợ nè quý vị. Rồi để mình cho quý vị xem toàn cảnh nha, rồi mình tiến thẳng đi chùa. Ở đây thì bà con ta nhộn nhịp quá đông đó quý vị, đó cho cả nhà xem. Giờ mình tiến hành đi chùa đó, tiến hành đi chùa cho cả nhà xem. Đông lắm quý vị, 37 rồi, 37 đi em dòm cái tài, bà đi nhanh nhanh, bà chấp tay đi rồi. Giờ đây là toàn cảnh chùa cô Năm ha, hồ cô Năm ở đây là dành cho quý vị xem mà nó như cái bi mộ công đức gì đó đây, lịch sử mà Mỹ cô, mà mấy cô là con gái thứ năm của đức ông Mạc Tuyên Tích và bà Thái Phu Nhân, họ Nguyễn Tự Hiếu Túc Túc là người đời truyền khẩu tôn xưng bà cô Năm. Bà là cháu nội của đức khai trắng Mạc Cụ Mạc Mi Cô sinh năm cái tên mới cũng tên đi tên cô luôn đó, bọn tao kêu gì đó, sinh năm canh ngọ. Đây đi xem lúc sinh thời bà rất thiếu thảo hiền hậu chăm chỉ truyền sách, bà được ca ngợi nhân từ bác ái giúp đỡ mọi người nha, bởi vì được nhiều đời tôn kính như cái gì vậy, thì được giúp đỡ mọi người mới được như thế quý vị, được nhiều người tôn kính tới đời này quý vị. Mọi người bà thường có mặt trong duyệt quỷ đạo cứu trợ thôi, cái này bỏ gì mình đi là đúng rồi, quá rồi, ý tưởng bà thường đi quỷ đạo cứu trợ nha cả nhà, an ủi nhân dân hộ lệ đó, điều này là bỏ gì mấy có nhân viên lên dạng này để bún như vậy, vì chiến tranh hay khi có thiên tai địa họa đức hạnh và lòng nhân ái của người cha, của người cha mặc lệnh công truyền dạy cho cha mẹ, cho dạy cho Mạc Mi Cô người thiếu tử đẹp là bà chứ đẹp lắm đó, bà Phương Hằng ha, chứ bà Phương Hằng cũng đẹp lắm đó, vậy đó người vừa đẹp nết nổi danh khắp vùng, nhân Mạc Mi Cô chết sớm hay gì ta, thanh lọc sớm mẹ mới chết, chúng ta chết năm mới mùi 1763 vào cuối mùa thu, mọi người vô cùng yêu quý bia đá để tiểu thư Mạc Mi Cô mộ, tình yêu của cha và lòng tôn quý của xã hội đã tôn vinh vinh hồn, tôn vinh hồn thiên người chính nữ, hồn thiên người chính nữ sau khi qua đời, hồn thiên chính nữ đã kết tinh thành sự hiển linh biểu hiện bằng việc cúng quy. Chính nữ có nghĩa là
người ta chưa có chồng. Người ta gọi là sinh nữ. Cứu quy, cứu nạn, tạo được tâm đức trong lòng người dân, cấp dùng. Bởi từ đây đó nên có một cái môn bộ mà chú ý xem nè đây. Và đời 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 con cháu chúng ta hả, từ đời này sang đời nọ, con cháu chúng ta đến ngày này cũng đều lại viếng thăm mẹ, đi thăm mẹ. Đó là quý vị ơi, thì hồi sáng thì Lê Trang thì đẩy bún phía bên kia, bên đây đẩy bánh bao, đẩy cơm. Đó là tự nguyện, có nghĩa là cái lòng của cô, bởi vì mấy có người đời tôn kính như vậy. Bởi vì mình nghe nói hồi nào giờ không hiểu, có năm ngoái đến đây mà đến trễ hết rồi, giấc sáng á. Rồi cái nghe nói vậy, cái bữa nay mình ra mới hiểu, rồi mới coi lịch sử. Không biết ơi, nhưng mà đọc cái bia đó mới hiểu nhiều hơn. Là cái bia cô đi làm mấy lạo à, là đi cứu trợ rồi đó, rồi chạm vào lòng dân liền. À cái nhà, cô... thì nói chung ra chúng ta là làm những gì cứ là giúp ích cho đời, lo cho nhân dân, thì để làm như được có nhân duyên lành, làm được như cô thì để đời đời sau có ngôi mộ như thế này em quý vị. Đó, cho quý vị xem toàn cảnh đây. Đây, cho quý vị xem. Rồi lại nó chụp màn hình. Mấy để lại ít cho đời được gì chứ đâu phải dễ đâu bạn. Đây cái cô này á là mình chính xác hơn nha. Còn cái bà chú xứ là mơ hồ. Cái lịch sử quá xa xôi không hiểu được luôn, mơ hồ. Đó. Còn này là như này ơi, cái lịch sử gần đây quá mà lịch sử nó còn tràn đầy. Khi mà cô Liễn Thanh cũng giúp ích khi bị chiến tranh, nghe nói là phải không thứ ba? Ông không dám thứ ba hơi mở mặt đi, không dám. Thứ ba nghe nói là rồi mà môn boss đánh mình đó, ở ba chút chết á, thì hạ tiên này mình không có bị gì chứ không có bị gì hết trơn, tại vì pháo binh nó dập qua bao nhiêu là rớt xuống biển hết nhiêu đó. Nhưng mà người ta tin cô, người ta lại cúng ha. Cho nên không có bị gì hết trơn luôn. Đúng rồi. Nên là thường mình nghe là nghe nói là hồi đợt đó có đập đầm về rồi, nhưng mà mình không có nghe chính xác á. Rồi quý vị, mình cho cả bên kia hát bội, mình cho cả nhà xem mấy toàn diện. Rồi thứ ba vô quay bắt đầu còn. Bên kia, vô quay. Mình tiến thẳng vào chùa để cầu nguyện. Đó, để cầu nguyện. Đây. Rồi nói thứ ba quen nghe. Mình tiến thẳng vào chùa để cầu nguyện cho chị trước thì viếng cầu sau này đến đây là mình cũng là hồi xưa mình cũng cầu rồi, nhưng mà mình cầu là mình mới trình lại. Giờ này Lê Trang sẵn đây cầu nguyện cho chị Nguyễn Phương Hằng nha. Cái giống lý tưởng cũng giống cô nha. Đó, cô Nguyễn Phương Hằng cũng cái lý tưởng cũng giống cô. Cho nên hôm nay mình cũng sẵn đây dịp cầu xin cho cô luôn nha. Rồi. Đấy, cho quý vị xem. Đó. Thứ ba bà ấy thì đi vô cúng thôi mà.
để mình vào cúng. Kính thưa quý vị, Lê Trang đã cầu nguyện gian sinh cô Năm cho chị Nguyễn Phương Hằng cũng tay qua nặng nổi, giờ mà Lê Trang tiến gần lại quay đắm tượng hình của cô Năm. Dòng cầu quý vị quá, bà con cũng nghe cô Năm ơi, cô cũng quá nghe nghe. Bữa nay mình có 28 mà chị. Dạ dạ. Thank you.
em mới đi ra với tôi mà rồi cống dòm vòng vòng. Mình đi đây bún là đúng luôn rồi. Rồi chào cả nhà, giờ mình đã xong vô bên trong rồi, quý vị xem xong giờ quý vị xem toàn cảnh ở bên ngoài nha cả nhà. Rồi bên kia quá đông rồi, nó nát bên này. Rồi chiều mưa lớn dữ lắm quý vị ơi, giờ này cũng mưa liền. Chậm đó đi. Mưa ông vậy cái giúp giùm mẹ. Giờ này cho bà con ta đi. Mưa hồi trưa cái giờ này.